Mến chào các bạn đã trở với kênh của Mẹ Hoan Hỷ. Chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Mẹ Hoan Hỷ thì có một cái mong muốn, đó là mang những cái giá trị yêu thương, những cái sự kinh nghiệm của bản thân cũng như là sự đón nhận từ thông điệp vũ trụ để mang đến cho các bạn những cái giá trị chân thành và những cái chữa lành để giúp cho chúng ta từng bước có một cái suy nghĩ tích cực, có một cái cuộc sống mà luôn luôn cảm thấy rằng mình rất là may mắn đã được sinh ra trên cái thế giới này. Do vậy mà đây chính là một cái kiếp để chúng ta có cái cơ duyên, chúng ta được gặp gỡ, được đón nhận những cái giá trị, và những giá trị đó dù là mang lại cho mình những cái tổn thương hay mang lại cho mình những cái niềm vui, thì đó cũng chính là những cái bước đường mà chúng ta cần đi. Bởi vậy mà ở kênh của Mẹ Hoan Hỷ thì có hai cái mảng. Một mảng là biết về đường đời, vận mệnh của mỗi con người, giúp cho chúng ta thấy được là khi chúng ta đến với kiếp làm người này, chúng ta đã có sẵn trong tay của mình một cái tấm bản đồ. Và cái tấm bản đồ đó đã định sẵn cho mình đường đi, sứ mệnh cũng như là cái đích đến của chúng ta. Bởi vậy mà ai muốn biết cái tấm bản đồ của bản thân mình thì hãy liên hệ với Hệ qua cái comment ở phía dưới hoặc là qua số Zalo mà Hệ để ở bên phần miêu tả. Cũng như có một mảng nữa, đó là thông qua Tarot, Hệ sẽ từng bước có những cái chia sẻ trong những cái giới hạn về thời gian và trong những cái lúc cần để giúp cho chúng ta có một cái định hướng. Bởi vì kênh của Hoan Hỷ là một kênh dẫn truyền tâm linh. Tâm linh các bạn hiểu đó là chính là những cái giá trị chân thực nhất của vũ trụ. Nhưng con người của chúng ta vẫn đang có cái sự khám phá, và khi khám phá ra được rồi thì chúng ta gọi đó là khoa học. Và Hoan Hỷ thì cũng rất may mắn là được đón nhận những cái thông điệp đó. Bởi vậy mà với cái sứ mệnh của bản thân mình, khi biết được cái sứ mệnh của mình thì Hoan luôn luôn mong muốn qua kênh của mình sẽ có được giúp cho được nhiều người biết đến những cái sự chân thực nhất trên vũ trụ của chúng ta, cũng như là biết được rõ nhất về cái bản thân con người của các bạn, cũng như là chúng ta sẽ biết được là trong những cái khoảnh khắc đó thì cái con đường mà chúng ta đang đi, chúng ta gặp những cái vấn đề thì chúng ta cần phải đối xử với cái vấn đề đó ra sao. Thì đó chính là những cái giá trị mà vũ trụ sẽ luôn luôn giúp cho chúng ta thực hiện đúng cái sứ mệnh của mình. Thì Huệ cũng rất vui và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh cũng như là đồng hành và chia sẻ cùng với Huệ. Thì cái mảng thứ hai này Huệ sẽ mỗi ngày Huệ sẽ trải bài một lần, và cũng rất mong các bạn đăng ký kênh nhiều hơn để giúp cho Huệ có được cái đủ cái số lượng người đăng ký thì Huệ sẽ được phát trực tiếp. Khi phát trực tiếp thì Huệ không cần phải quay video để mà up lên nữa, thì cái việc quay video này ấy, thì nó không đáng mất thời gian. Nhưng khi để up lên, bởi vì Huệ thì công nghệ cũng không được tốt nên là khi up lên nó mất rất nhiều thời gian. Thế nên là Huệ muốn là chúng ta có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Ví dụ như những buổi tối hoặc những cái lúc mà chúng ta dành, chúng ta có thể trực tiếp để chúng ta giao lưu với nhau, thì nó sẽ có một cái giá trị mà gần gũi và thân thiết hơn. Thì rất cảm ơn các bạn nhé. Thế thì hôm nay với cái mục đích mà Huệ thôi thúc, thấy rằng có một cái mục đích, đó là trong tình yêu thì cái nhận định về cái mối quan hệ của các bạn sẽ có kết quả như thế nào. Thì mỗi một chúng ta đến, một con người đến với chúng ta nó đều có một cái giá trị. Nhưng để biết được cái người đến với chúng ta có giá trị là có phải là người đồng hành cùng với chúng ta đến cuối con đường hay người ta chỉ đến với mình trong một cái giai đoạn, thì đấy cũng chính là cái điều mà chúng ta cần biết và chúng ta sẽ cùng xây đắp. Thì các bạn cùng với Huệ sẽ đi lựa chọn cái trải bài ngày hôm nay, đó là trong mối quan hệ của các bạn thì tương lai sẽ như thế nào. Đấy, thì Huệ và các bạn sẽ cùng nhau làm cái sự lựa chọn tụ nhé. Cái tương lai của chúng ta cũng chính là do chúng ta nắm bắt, và cũng chính là do chúng ta có một cái sự nhìn nhận đúng đắn, thì tương lai của chúng ta sẽ nằm trong tay của chúng ta, nằm trong suy nghĩ của chúng ta. Thì hôm nay Huệ sẽ có một cái lựa chọn của chúng ta, đó là nhờ hai cái chiếc bút này. Các bạn thấy rằng bút chính là một cái giá trị mà mang lại chúng ta trí tuệ, tri thức về cái ngôn ngữ. Thì đây cũng chính là một cái thông điệp mà vũ trụ cũng thúc đẩy để giúp cho chúng ta đón nhận được cái thông điệp ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ cùng lựa chọn tụ nhé. Giờ chúng ta là 4 phút 44 để chúng ta sẽ lựa chọn tụ cho chúng ta. Tụ số 1 là bút xanh, tụ số 2 là bút đỏ các bạn.
tụ số 1 bút xanh, tụ số 2 là bút đỏ. Huệ chỉ có cái thời hạn chia sẻ cùng các bạn nó trong vòng mấy chục phút thôi, nên Huệ chỉ chúng ta tập trung vào cái năng lượng là 2 tụ. Đấy. Bút xanh tụ 1, bút đỏ tụ 2. Vậy các bạn hít thật sâu vào. Khi hít thật sâu chúng ta sẽ mở mắt, nhắm mắt lại và mở mắt ra. Hướng chúng ta vào cái tụ nào thì đó chính là trường năng lượng của chúng ta phù hợp với tụ đó, hoặc là chúng ta đang bị hút bởi tụ đó. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau vào tụ 1 nhé. Các bạn tụ 2 thì có thể theo dõi thêm tụ 1, hoặc là các bạn có thể đợi đến khi mà Huệ hoàn thành thì chúng ta sẽ có cái tham giờ ở phía dưới đấy, thì chúng ta sẽ làm nhé. Các bạn tụ 1 đây. Và các bạn tụ 1 thì Huệ sẽ check năng lượng của bạn tụ 1, bởi vì khi chúng ta gắn kết với nhau, chúng ta đang gắn kết với nhau bằng trường năng lượng, nên là khi trường năng lượng của chúng ta mà tương đồng với nhau thì đó chính là chuẩn xác về cái tụ chúng ta chọn. Còn nếu trường năng lượng của chúng ta chưa chuẩn xác thì các bạn có thể chọn tụ khác, hoặc là có thể xem video khác nhé. Và Huệ cũng mong rằng các bạn, đây là những cái trả bài chung nên chúng ta có sự cộng hưởng về trường năng lượng với nhau, cũng có những cái thông tin mà phù hợp với các bạn, và có những thông tin thì không phải của các bạn mà là của người khác. Do vậy mà các bạn khi nghe thông tin thì các bạn sẽ có cái sự lựa chọn một cách là chọn lọc nhé, và hãy cởi mở và chia sẻ cùng với Huệ Oan Hỷ nhé. Chúng ta sẽ check năng lượng của các bạn tụ 1 nào. Các bạn tụ 1 ơi, các bạn hãy cùng lắng nghe và cùng có những cái tư duy về cái mối quan hệ của mình. Và đây là những cái trải bài dành cho các bạn trong cái mối quan hệ chúng ta đang có. Mối quan hệ này là những cái mối quan hệ mà mang lại cho chúng ta một cái giá trị yêu thương. Đấy, có nghĩa là những bạn mà đang trong cái mối quan hệ về tình yêu rồi nhá. Đó, thì chúng ta sẽ đến với cái video này. Và trong cái mối quan hệ tình yêu thương này thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ biết được là mối quan hệ của chúng ta, cái con người đến với chúng ta đây có phải là cái người mà chúng ta đang cùng họ để đi tiếp cái con đường dài hay ngắn, hay là con đường như thế nào, thì chúng ta hãy cùng nghe năng lượng của mình nhé. Các bạn ở tụ số 1, chúng ta xem trường năng lượng của các bạn. Các bạn ở tụ số 1 của chúng ta có trường năng lượng. Các bạn là một trong những người mà có cái sự... Các bạn là người rất là tích cực làm việc. Các bạn luôn có một cái tâm trí là làm việc chính là một trong những hay việc làm sự nghiệp của các bạn chính là đặt lên trên, và các bạn chính là cái người mà mang lại cái cuộc sống sung túc cho bản thân mình. Các bạn cũng rất là cái người hay chia sẻ cho người khác, và đây cũng chính là một trong những cái các bạn cảm nhận rằng cái công việc của các bạn nó chính là cái mục tiêu hàng đầu của các bạn. Do vậy mà những người ở cái trường năng lượng số 1 này là các bạn luôn luôn có một cái mục tiêu sự nghiệp đặt lên hàng đầu. Trong khi đó thì các bạn cũng có một cái trường năng lượng, đó là có trong cái sự yêu thương và cái rất là chăm chỉ, rất là chân thành ở trong cái con người của các bạn. Vậy cái trường năng lượng của các bạn ở tụ 1 này thì mình thấy rằng nó rất là ổn đấy. Ổn cả về hai phía, đó là về phía vật chất của các bạn cũng đã có một cái sự đầy đủ, và bởi vì các bạn rất chăm chỉ. Đấy, còn về cái tình yêu thương trong cái bản thân của các bạn thì các bạn cũng đã đong đầy. Thế do vậy mà mình thấy rằng đây chính là một cái tụ bài mà có cái sự ổn định cả về thân tâm và về trí tuệ của các bạn rồi nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái tình yêu của các bạn ở trong cái tụ 1 này, cái mối quan hệ mà các bạn đang được gắn kết cùng với một cái người nữa, thì chúng ta sẽ xem là các bạn sẽ có cái mối gắn kết như nào nhé. Thế thì chúng ta sẽ cùng với Huệ Oan Hỷ tiếp theo mối quan hệ của các bạn đang trong cái giai đoạn yêu thương, thì chúng ta xem cái người đến với chúng ta đây có phải là cái người đúng với lại cái sứ mệnh mà vũ trụ đã mang đến với chúng ta để gắn kết chúng ta hay không. Chúng ta hãy cùng nhau nhé. Đó, chúng ta sẽ có những lá bài để chúng ta nhận được cái trường năng lượng mà vũ trụ đã giúp cho chúng ta thấy được thực tế trong cái mối quan hệ của các bạn.
thì các bạn tự một à, đây mình thấy rằng à, cái mối quan hệ của các bạn đang trong cái sự chia sẻ, trong một cái sự lãng mạn rồi. Cái mối quan hệ của các bạn đang thực hiện những cái hai bạn đều bước trong cái mối quan hệ, mình cảm thấy rằng nó có một cái sự ổn định về tình cảm. Các bạn luôn luôn trao cho nhau những cái giá trị yêu thương và luôn gần gũi bên nhau để mang lại cho nhau những cái niềm hạnh phúc. Cũng như là các bạn đã thể hiện với cái tình yêu của các bạn bằng những chính những cái hành động. Sự cân bằng trong tình yêu của hai bạn rất là cân bằng. Các bạn luôn trao cho nhau cái sự yêu thương, sự ngọt ngào cũng như là cái sự mà quyến rũ về nhau. Và đây chính là một cái mối quan hệ mang tính chất định mệnh các bạn nhé. Và các bạn gặp nhau là trong cái mối quan hệ này, các bạn gặp nhau ở cái môi trường công việc. Bởi vì các bạn là cái người mà rất thích làm việc. Do vậy mà đây là những cái người, một là trong mối quan hệ công việc, hai là các bạn ở trong cái nhóm làm việc nào đó mà các bạn quen nhau, hoặc là qua những người bạn, bởi vì có cái sự hội họp nhóm và cái sự nghiệp của các bạn. Và mối quan hệ của các bạn này thì mình thấy rằng các bạn đều biết trân trọng, đều biết nâng niu, đều biết yêu thương chính ngay bản thân của các bạn. Và các bạn cũng luôn có một cái sự chậm rãi trong tình yêu, chứ không phải là nóng vội đâu. Bởi vì các bạn cũng chính là những người mà có cái trường năng lượng trưởng thành, biết chăm lo cho vật chất của mình rồi. Thì khi đầy đủ về vật chất, các bạn nghĩ đến vấn đề về tình cảm thì các bạn đã có những kinh nghiệm và các bạn đã có những cái giá trị. Thì từ đó các bạn sẽ luôn trao cho nhau những cái giá trị mà mình cảm thấy rằng đây là một cái tình yêu rất là mận nồng, lãng mạn và hành động. Có nghĩa là các bạn thực hiện cái tình yêu của mình không chỉ bằng lời nói, mà các bạn đã có những cái hành động để mang lại cái giá trị yêu thương cho nhau. Và trong tim của các bạn thì luôn thắp sáng cái, những cái lời yêu thương, một cái sức mạnh yêu thương. Đặc biệt là các bạn nữ ở trong này, các bạn có một cái sức mạnh tình yêu, và các bạn có một cái sự tỏa sáng rất là tốt. Bởi vì các bạn như là một cái người đã đong đầy cái tình yêu thương trong bản thân mình rồi ấy. Nên khi các bạn đến với mối quan hệ này, các bạn trao cái tình yêu của mình cho đối phương, và đối phương cảm nhận được bạn chính là một cái sức mạnh, và chính là bạn chính là cái người mà có thể mang lại cái sự an bình cho cái đối tượng của bạn, cho người yêu của bạn. Và bạn cũng nâng niu, hai bạn đều nâng niu cái tình cảm này. Và có những lúc các bạn cần, có nghĩa là các bạn chậm lại để cho cái tình yêu của các bạn cảm nhận cái sự sâu sắc nhất. Và đôi khi thì các bạn cũng sẽ thể hiện cái tình yêu của các bạn bằng chính soi lại cái giá trị bên trong của bản thân mình. Bởi vì các bạn đã có cái sự xây đắp, bồi đắp trong một cái quá trình rồi. Nên đến khi mà các bạn đến với cái mối quan hệ này thì các bạn đều là những cái người mà đã đong đầy những cái giá trị bên trong. Đó là tình yêu thương cũng như là cái giá trị về trí tuệ của các bạn đã trưởng thành rồi. Thì hãy thấy rằng đây chính là một trong những cái mối quan hệ mà rất là hoàn mỹ. Các bạn cũng đến với nhau bởi một cái sự chân thành, bởi một cái sự mà được gắn kết, và bởi một cái sự đầy đủ. Khi bạn có tình yêu đầy đủ thì các bạn sẽ có được cái sự chia sẻ cái tình yêu đó cho cái người mình yêu thương. Còn nếu khi bạn luôn thiếu thốn thì bạn chỉ có cái sự mong cầu tình yêu của người khác, mà khi sự mong cầu quá lớn thì nó mang cái tôi quá cao. Bởi vậy mà Huệ thấy rằng cái mối quan hệ của các bạn có sự cân bằng, có sự cân bằng cảm xúc giữa cho và nhận. Và đây là một cái mối quan hệ mà có một cái giá trị về cái gọi là một cái sự mang cái tính chất của cái một cái chu kỳ mà chúng ta gọi là một cái giá trị rất là lớn lao ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Và đây cũng chính là coi như là một cái mối quan hệ duyên trời định rồi các bạn nhé. Bởi vì các bạn đến bên nhau, yêu thương nhau và có sự hỗ trợ của các thiên thần, và các bạn đang như là những cái sự vui sướng hạnh phúc của trong chính cái mối quan hệ của các bạn. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Bởi vậy mà cái mối quan hệ của các bạn này thì mình thấy rằng các bạn cứ đi chậm chậm như thế này, nhưng các bạn lại cảm nhận được cái tình yêu của nhau và san sẻ cho nhau. Các bạn san sẻ cho nhau cả những cái giá trị về tinh thần và cả giá trị về vật chất nữa. Bởi vậy mà những bạn mà xem cái trải bài số 1 này này, chúc mừng các bạn nhé. Cả bạn nam cũng thế và bạn nữ cũng thế. Các bạn có một cái sự đầy đủ lắm.
cái sự đầy đủ từ trong tâm trí cho đến ngoài cái hành động của các bạn rồi. Đấy, do vậy mà mình thấy rằng các bạn luôn luôn yêu nhau, luôn yêu nhau bằng những một cái cảm xúc lãng mạn, sâu sắc và dành cho nhau những cái phút giây được gần bên nhau, các bạn luôn yêu thương nhau. Và mọi cái hành động của các bạn thì các bạn đều có cái sự hành động, suy nghĩ và hành động của các bạn nó đi liền nhau. Đấy. Và ngay trong những cái giấc mơ, các bạn cũng dành cho nhau những cái tình yêu thương, mà có nghĩa là các bạn sẽ luôn luôn có những cái giá trị yêu thương trong nhau nhé. Mình thấy một cái trải bài là rất là tuyệt vời. Đấy, như vậy là cái buổi hôm nay thì Huệ thấy rằng cái tụ số 1 của chúng ta, nếu như các bạn mà có cái trường năng lượng phù hợp với tụ số 1 này thì chúc mừng các bạn nhé. Đây là một mối nhân duyên rất là tốt đẹp, và các bạn luôn có sự cân bằng để giúp cho nhau, hỗ trợ cho nhau và mang lại cho nhau cái niềm vui và hạnh phúc. Và cái việc mà các bạn câu hỏi là đây là mối quan hệ có đi lâu dài với mình hay không, thì với cái mối quan hệ một cái khởi đầu và một cái hiện tại nó đang tốt đẹp như thế này rồi, thì cái mối quan hệ này nếu như mà chúng ta nhìn thấy đây thì chắc chắn rằng sẽ đi dài lâu với chúng ta. Đấy. Nhưng mà để biết được đi dài lâu với chúng ta hay không thì thực ra là cái đó nằm trong tay của chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần biết là cái mối quan hệ này nó là một cái mối quan hệ nhân duyên tốt, gọi là có một cái thiên định rồi, nó là một cái chu kỳ của các bạn rất là tốt đẹp rồi, thì các bạn hãy nắm lấy và hãy cùng nhau đi đến, cùng nắm tay nhau để đi đến cuối cái đoạn đường của chúng ta. Thế còn dài hay ngắn thì đây chính là cái các bạn quyết định thôi, đúng không nào? Đó, thì Huệ thấy rằng với cái nhân duyên như thế này thì quá là tuyệt vời rồi. Chúc mừng các bạn nhé. Không cần phải xem thêm về các bạn đi kết như nào nữa, bởi vì cái hiện tại nó đang đẹp, rất đẹp như thế này rồi. Và cái khởi đầu nó cũng đẹp, hai người đều đầy đủ như thế rồi, thì chắc chắn rằng cái kết nằm trong tay các bạn mà. Đó, nó không có gì là toàn thuận duyên thôi, chứ không có gì là nghịch duyên cả. Chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ cảm ơn các bạn tụ 1 nhé. Các bạn đã đăng ký kênh và chia sẻ những cái thông tin ở phía dưới comment cho Huệ nhé. Và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Thế mà bây giờ chúng ta sang đến tụ 2. Tụ chọn cái bút có màu đỏ đây. Đấy, cái bút có màu đỏ. Như vậy là chúng ta sẽ có cái thông điệp về cái tụ 2 của chúng ta. Trước hết chúng ta check năng lượng của các bạn tụ 2 nhé. Các bạn tụ 2 ơi, các bạn hãy có những cái ước nguyện về cái mối quan hệ của các bạn như thế nào, thì chắc chắn rằng vũ trụ sẽ thông điệp, sẽ có những cái cảm nhận và vũ trụ sẽ đón nhận được những cái thông tin của các bạn, và vũ trụ sẽ trả lại cho các bạn những cái thông điệp để giúp cho các bạn định hướng và các bạn có một cái thông tin chính xác nhất về cái mối quan hệ của mình. Thì các bạn tụ 2 sẽ cùng với Huệ để có những cái chia sẻ giúp cho các bạn. Đó. Các bạn ở trường năng lượng tụ 2 thì Huệ thấy rằng đó, đây. Các bạn có một cái mối quan hệ khi các bạn gặp cái người này, có nghĩa là check về năng lượng của các bạn ở tụ 2 này thì các bạn có một cái sự trưởng thành về cái sự nhận thức của các bạn rồi, có nghĩa là các bạn ở cái tuổi trưởng thành, và đặc biệt là các bạn nữ ở cái trường năng nữ ở cái tụ bài 2 này, chúng ta là cái người rất là quyết đoán, là cái người đã đến cái trường năng lượng của Queen rồi, có nghĩa nữ hoàng rồi, các bạn rất là quyết đoán. Và các bạn có cái năng lượng lớn hơn so với cái người đàn ông trong mối quan hệ của các bạn. Và cái mối nhân duyên của các bạn này được gặp nhau, đó là chúng ta cảm nhận như chúng ta một cái người mà có một cái sự gặp nhau như là cái người thân trong gia đình của mình ấy. Các bạn gặp nhau ban đầu chúng ta cảm nhận được cái điều đó, có như là nó một cái sức hút mà giúp cho các bạn cảm nhận được nó như là một cái người thân trong gia đình nhà mình từ trước mà bây giờ chúng ta gặp lại. Nhưng mà trong mối quan hệ này thì mình thấy rằng nó cũng có những cái khởi đầu nó là rất là đẹp như vậy, nhưng mà trong cái mối quan hệ này có nhiều cái sự mà nó chưa được chân thành, thì Huệ sẽ check về cái mối quan hệ tình yêu của các bạn nhé. Đấy, năng lượng của các bạn thì như vậy. Đấy, chúng ta sẽ xem là cụ thể là cái tình yêu của các bạn nó đang trong mối quan hệ này như thế nào. Đấy. Năng lượng thì của các bạn nữ rất là cao rồi. Đấy, các bạn nữ ở trong cái trải bài này các bạn cao, các bạn có cái trường năng lượng của Queen rồi, nên các bạn có một cái sự quyết đoán, đặc biệt là Queen
Shock thì các bạn chính là Lữ Hoàng Kiếm. Các bạn có sự quyết đoán và các bạn có cái sự nhìn nhận rất là rõ ràng. Các bạn cũng có một cái sự mạnh mẽ trong cái tâm trí của các bạn. Đấy, còn các anh nam ở trong cái trải bài này thì các anh cũng là người có chiều năng lượng kém hơn các bạn, nhưng mà các anh lại có một cái điều gì đó mà vậy đang cần phải tìm hiểu thêm. Vẫn có một cái sự gì đó nó không được chân thành ở trong này. Đấy, thì các bạn đến với nhau bởi vì các bạn có cái sự cảm mến nhau như là cái người thân trong gia đình nhé. Các bạn tụ hai hãy cùng Huệ để chúng ta cùng xem cái giá trị của các bạn nhé. Thì Huệ nhìn thấy rằng cái mối quan hệ của các bạn trong tụ hai của chúng ta, các bạn có một cái nếu như chúng ta xét như thế này thì chúng ta nhìn thấy rằng các bạn đang trong một cái mối quan hệ mà mình thấy rằng người đàn ông của các bạn xem nữ ở xem cái mối quan hệ này nhé, thì cái người đàn ông của các bạn đang có một cái sự che giấu một cái sự thật nào đó. Cái sự che giấu này người đó vẫn chưa có một cái chia sẻ thật với bạn đâu. Bởi vậy mà người ta vẫn đang giấu giếm một cái điều gì đấy. Và cái điều giấu giếm đó thì lúc thì người đàn ông đó muốn thổ lộ ra với bạn, lúc thì người ta lại muốn giấu nó đi. Bởi vậy mà nó vẫn còn có cái sự bí ẩn ở trong đó. Và nếu như cái người đàn ông của bạn vẫn cứ giấu và vẫn cứ không có một cái chân thành thì chắc chắn rằng mối quan hệ của các bạn nó sẽ không đi xa được. Đấy, nó không đi xa được và nó có cái sự kết thúc. Đấy. Còn trong cái tình yêu của các bạn thì cái tình yêu này thì bạn đang chính là cái người biết nâng niu chính cái bản thân của các bạn. Các bạn nữ đang có chiều năng lượng bởi vì các bạn có một cái khả năng tinh tế rất là cao. Các bạn đang soi lại chính mình, đang yêu lại chính mình. Và các bạn cũng là một cái người mà luôn luôn sống trong hiện tại. Luôn luôn sống trong hiện tại và nghĩ đến tương lai của mình, chứ các bạn không sống trong quá khứ đâu. Bởi vậy mà các bạn nữ ở đây là một cái người đã trưởng thành về cái trường năng lượng. Và các bạn ở đây thì cũng lại có một cái khả năng thích nghi cao với mọi cái điều kiện sống của các bạn. Các bạn là một cái người có sức mạnh, có trí tuệ, và các bạn có một cái sự thiên biến phù hợp với cái môi trường sống của các bạn. Bởi vậy mà ở đây mình thấy rằng các bạn nữ rất là tuyệt vời, rất là có cái trường năng lượng cao. Nhưng bên cạnh đó thì các bạn đang hút lại cho mình một cái người mà cảm nhận rằng nó chưa phải là cái người mang lại cho bạn một cái sự hạnh phúc đâu. Bởi vậy cái sự hạnh phúc của các bạn ở đây là cần có cái sự cho đi và nhận lại, cần có cái sự yêu thương một cách chân thành. Thế nhưng mà mình cảm nhận được ở đây là có một phía thì có cái sự chân thành, quyết đoán và sống rất là thẳng thật. Nhưng ở một phía thì vẫn còn đang che đậy một cái giá trị gì đó. Cái giá trị này có thể người ta đã được thực hiện trong quá khứ mà người ta chưa dám nói ra với bạn, hoặc là cái mối quan hệ của họ vẫn đang cái gì đó mà nó có giá trị là che giấu một mối quan hệ khác nữa. Bởi vậy mà các bạn hãy cùng họ để mà giải quyết vấn đề bằng cái sự thẳng thắn, bằng cái sự nói lên cái tâm nguyện của các bạn và quan điểm của bạn trong tình yêu. Và khi đó thì các bạn sẽ biết được cái đằng sau của cái bí mật của cái người đàn ông bạn đang có một cái sự kết nối này. Họ đang có những cái bí mật gì, họ đang có những cái gì đó nó không thành thật với bạn, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Bởi vì chỉ qua ngôn ngữ, chỉ qua cái sự thể hiện thì các bạn sẽ biết được người đàn ông đang ở bên mình, người ta đã có những cái gì mà người ta cần khó nói, hoặc là người ta chưa dám chia sẻ cùng bạn. Bởi vì bạn rất là thẳng, bạn rất là quyết đoán. Có thể người ta yêu bạn, nhưng khi người ta đến với bạn, trong quá khứ của họ có những cái điều gì đó người ta chưa dám thổ lộ với bạn, bởi vì sợ bạn sẽ không cho họ cơ hội nữa. Bởi vậy mà đây cũng chính là một cái điều, nếu như mà cái sự kia nó không còn là cái sự mà gọi là bí mật ẩn giấu nữa, thì các bạn có thể là
cần phải có một cái buổi nói chuyện, cần phải có một cái quan điểm về tình yêu và cần phải có cái sự chia sẻ một cách chân thành nhất, thì các bạn sẽ biết được là mỗi người có cái xu hướng đến với cái mối quan hệ này là như thế nào. Đó. Và mình thấy rằng nếu như mà cần có cái sự rời đi và cần có cái sự kết thúc của cái mối quan hệ này, hoặc là kết thúc của một cái chặng thôi nhé, có nghĩa là trong tình yêu thì chúng ta cũng không phải là kết thúc ngay, mà chúng ta có thể, nếu chúng ta vẫn có cái nhân duyên với nhau, thì chỉ là kết thúc trong một giai đoạn về một cái con người cũ để thay bởi một cái con người mới. Thế nhưng mà ở đây thì Huệ để xem các vũ trụ đã có những cái nhìn thâu sâu hơn về cái mối quan hệ này như thế nào nữa, thì Huệ sẽ thêm những cái thông điệp từ vũ trụ đến cho các bạn nhé. Đó. Bởi vậy mà các bạn là tụ hai ơi, các bạn là nữ nên các bạn có một cái sức mạnh, các bạn có một cái trí tuệ và các bạn có một cái sự quyết đoán. Các bạn hãy là người chủ động nói ra cái mục đích của mình, nói ra cái mối quan hệ của mình là yêu thương và mục đích như thế nào. Đấy, thì các bạn sẽ biết được đối phương của mình có cùng quan điểm sống, có cùng cái quan điểm hướng đến hay không. Và khi nếu mà đối phương của mình không cùng cái quan điểm sống, không cùng cái hướng đến, thì cái mối của quan hệ của chúng ta coi như là những cái giá trị bài học thôi. Bởi vậy mà chúng ta hãy thẳng thắn với nhau, đừng có mất nhiều thời gian dành cho nhau. Và chúng ta hãy tập trung vào cái tình yêu của chúng ta để giúp cho chúng ta không bị phân tâm nữa nhé. Đó, thì vũ trụ sẽ có cho chúng ta cái điều gì? Chúng ta thấy rằng trời, đây là một tình yêu định mệnh của các bạn rồi. Thế nhưng cái người cũ của chúng các bạn, người nam giới nha, cái năng lượng nam ấy đang có một cái sự che giấu. Có thể là người ta thấy rằng bạn quá tỏa sáng, người ta thấy rằng bạn quá là thánh thiện, nên người ta sợ mất bạn, nên người ta vẫn phải che giấu một cái điều gì đó trong thân tâm của họ để không bị bạn cho người ta đi tàu bay. Nên là người ta rất cảm thấy rằng là cần, chưa dám nói ra thôi, chứ còn trong thân tâm của con người này là một cái người mà rất yêu bạn. Và người ta đến với bạn với một cái khởi điểm là rất là chia sẻ và có cái sự chân thành đấy. Thế nhưng người ta có cái uẩn, người ta gọi là có những cái uẩn khúc ở trong bản thân họ trong quá khứ thôi. Còn hiện tại thì không có phải là cái đó đâu nhé. Thế thì bây giờ bạn là chun lớp của nhau, có nghĩa là một mối quan hệ định mệnh rồi. Đấy. Tuy rằng các bạn có thể on off, có thể trong cái mối quan hệ các bạn có thể có nhiều lần bạn cũng có những cái nói rằng chia tay đấy, rồi là không cùng đi được chung đường nữa. Thế nhưng nó là mối quan hệ chung lớp của nhau, nên các bạn vẫn cần có nhau. Và các bạn đến bên nhau là sẽ mang yêu thương cho nhau. Các bạn mang yêu thương cho nhau và giúp cho nhau, đồng hành cùng với nhau để chúng ta cùng tỏa sáng. Và vũ trụ có một thông điệp với các bạn rằng, đặc biệt là các bạn nữ ở đây, đây là một mối quan hệ định mệnh của các bạn. Các bạn hãy trân trọng. Các bạn hãy trân trọng và các bạn hãy đón nhận cái tình yêu của các bạn bằng cả một cái tấm lòng nhân hậu. Đây chính là cái thông điệp mà vũ trụ muốn gửi đến các bạn, rằng trong mối quan hệ này của các bạn, nhìn ban đầu thì đúng là cái người mà mang trường năng lượng nam của các bạn không có dám thể hiện, không có dám nói ra hết tất cả sự thật của họ. Thế nhưng với cái sự cương quyết, với cái sự mà vững chãi của người có mang năng lượng nữ, bởi vì các bạn đã có một cái sự đỉnh cao về trí tuệ, đỉnh cao về năng lượng rồi, thế nên là cái người đàn ông của các bạn kia cũng sẽ dần dần sẽ thể hiện bằng đúng cái sự chân thành của anh ta. Và các bạn cũng đã có những cái lúc mà các bạn cũng có những cái suy nghĩ là thôi buông, bởi vì nó cũng không có một cái kết quả giống như mình mong muốn. Thế nhưng mà đây là mối quan hệ định mệnh của các bạn đó. Và vũ trụ nói rằng hãy trân trọng cái tình yêu của các bạn. Và cái tình yêu của các bạn lại đến với các bạn, đó chính là một định mệnh và mang lại cho bạn những cái sự yêu thương một cách nồng ấm. Chính bạn là người sưởi ấm cho cái trái tim của người đàn ông đó. Và bạn cũng chính là một bầu trời mà người đàn ông đó thấy rằng rất bình an. Và chính là bạn là điểm tựa vững chắc để người đàn ông đó sẽ bỏ hết những cái mặt nạ xuống và sống một cách chân thành, trân trọng bạn, yêu thương bạn, nâng niu bạn. Đây chính là một cái thông điệp mà vũ trụ thấy rằng ở trong mối quan hệ này. Vậy các bạn tụ hai, các bạn hãy
là người dám nói, dám hành động và dám chia sẻ những cái suy tư của các bạn cho đối phương, để cả hai cùng mang lại cho nhau cái niềm vui và cái sự hạnh phúc, cũng như là cái tình yêu đích thực, tình yêu chân thành nhất của các bạn đó. Bởi vì trong cái sự gắn kết này, mình thấy rằng nó một gắn kết của một cái giá trị như mình nói ban đầu ấy, đó chính là cái gắn kết của cái mối quan hệ như tình thân. Đấy, chúng ta xuất hiện với nhau nó như một cái tình thân ấy, nó hiểu nhau này. Rồi cái người, đặc biệt là cái người mang trường năng lượng nam, cảm thấy rằng cái người mang năng lượng nữ nó có cái sự thu hút một cách mạnh mẽ và mang lại đến cho người ta một cái sự ấm áp trong cái mối quan hệ, và người ta coi đó như là một bầu trời để họ phát huy hết những cái năng lực của họ. Thế thì cũng rất cảm ơn các bạn ở tụ hai. Các bạn nghe đến đây rồi thì các bạn sẽ biết là mình cần quyết định như thế nào, đúng không? Và các bạn sẽ là cái người mà mang lại chính cho bản thân mình cái tình yêu thương đích thực, cũng như là mang lại cho đối phương của mình một cái động lực, một cái lẽ sống, và cùng nhau để chúng ta cùng hướng tới một cái cuộc sống mà hạnh phúc an vui. Thế cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh, chia sẻ kênh và có những cái bình luận, cũng như là mong muốn các bạn, nếu như bạn nào muốn có một cái biết về cái nhân duyên cụ thể của mình, đây là nhân duyên mà Huệ và các bạn đang có chung một cái trường năng lượng, thì đón nhận của nhau cũng có những cái thông tin phù hợp, có những cái thông tin thì nào phù hợp các bạn lựa chọn nhé. Còn không thì các bạn sẽ lại bỏ qua, bởi vì đó có thể là thông tin của người khác. Bởi vậy mà chúc các bạn luôn luôn có cái sự an vui và hạnh phúc trong chính cái tình yêu của các bạn. Đấy, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp vào ngày mai.